5 loại trà rất tốt cho sức khỏe người lớn tuổi. 1. Trà táo gai. Trà táo gai thích hợp hơn cho người già có mỡ máu cao, bởi vì táo gai có vị chua, có tác dụng khai vị, trợ giúp tiêu hóa. Táo gai cũng rất giàu flavonoid. Một trong những chức năng của flavonoid là chống oxy hóa, hạ lipid máu. Vì vậy, đối với người cao tuổi thích uống trà, cũng có thể chọn táo gai khoảng 30g, cho vào ấm trà, thêm một lượng đường phèn thích hợp, đun sôi trong 10 phút, lọc bỏ cặn rồi uống. 2. Bạch trà. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người cao tuổi thích uống trà trắng, bởi vì loại trà này có vị nhạt hơn và cũng có tác dụng chống oxy hóa, giúp hạ huyết áp, lipid máu và đường huyết. Tuy nhiên, trà trắng cũng là một sản phẩm có tính lạnh, vì vậy những người có thể chất lạnh nên uống ít hơn. 3. Trà đen. Trà đen là loại trà phù hợp hơn với phụ nữ, vì trà đen có tính ấm. Đặc biệt, đối với những phụ nữ bị lạnh tay chân, ẩm ướt nhiều, thường xuyên uống trà đen có thể xua tan phong hàn, làm ấm cơ thể, từ đó cải thiện triệu chứng lạnh tay chân, tăng cường thể lực, phòng chống bệnh tật. 4. Trà xanh. Trà xanh là một trong những sản phẩm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, tốt cho sức khỏe và có chất chống oxy hóa, tăng cường cơ thể, giúp giảm nhiều bệnh tật. Tuy trà xanh có vị chát và mùi thơm nhưng lại là loại trà tính lạnh. Nếu cơ thể miễn dịch kém hoặc dạ dày không tốt thì nhất định phải khống chế lượng trà xanh khi uống. Tất nhiên, nếu thể trạng nóng trong, bạn có thể uống thêm trà xanh để giúp thanh nhiệt cơ thể. 5. Trà hoa cúc. Trà hoa cúc có tác dụng thanh nhiệt nhuận gan, sáng mắt, có giá trị dinh dưỡng cao, là loại trà phù hợp hơn với người lớn tuổi. Đối với người bị cao huyết áp cũng có thể dùng hoa cúc khô ngâm nước với một lượng thích hợp. Nguyên nhân là do hoa cúc có mùi thơm, vị ngọt tính mát, hơi đắng, uống lâu còn có tác dụng làm giãn mạch và hạ huyết áp rất hiệu quả. Hãy bấm like và theo dõi Nguyễn Huy để bổ sung thêm những kiến thức sống trẻ, khỏe, đẹp. Bấm chia sẻ video để lưu lại và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến mọi người.